好，新婚快乐，早生贵子。好，接下来小弟代表我哋个南家煮饭，热烈欢迎真诚感谢各位，得到各位不情个路演，抽出个宝贵嘅时间来参加个宴会，而有招呼不周，请各位多多见谅，多多包涵。好，希望在座各位贵宾多饮几杯，多品嘅佳肴。 共同几杯，共同欢乐。祝各位身体健康，心想事成，总要救援，万事胜意。谢谢。<笑>Kính thưa quý vị quan khách, quý vị hai họ cùng các bạn trẻ có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần là ngày vui của Chúa Giê Thiên Bảo. Sinh viên cùng cô tân gia nhân nhân quyền. Lời đầu tiên tôi xin chúc phúc cho cô dâu và chú đệ trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, giờ đây tôi cũng xin thay mặt gia đình chủ hôn thành tắt mùi rất là chân thành cảm ơn quý vị quan khách, quan viên hai họ cùng bất chấp thời gian quý báu của mình đến chung vui gia đình của chúng tôi. Nếu có lời chi hoặc tiếp đại không chú đáo, kính mong quý vị lượng thứ. Và sau cùng chúc cho quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng và chúc quý vị dồi vào sức khỏe và sự như ý. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Giờ đây xin quý vị anh cùng quay trở lại vị trí danh dự của mình trong buổi tiệc ngày hôm nay để cùng chung vui cùng với hai bên gia đình. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo phần nghi thức xin...